bị hại tình. Không được để tin nhất để kiểm tra lại xe an toàn đã được phê chuẩn. Thực hiện triệu tập. Bằng ân xếp lại. Đóng chết cửa sổ mở cổng. Trình kiến xếp lò vào vị trí. Thứ nhất, không sử dụng thiết bị điện tử, điện thoại di động và tai nghe cho đồng hồ thời điểm này. Trân trọng, cảm ơn. Ladies and gentlemen, once again, please, you should take your passage. Get back, look right, try to move closed. We appreciate the effort of the guilty. And do not use for one of these electronic devices and headset at this moment. Thank you. Some say love.